Con hãy nhìn vào chiếc quạt này, lúc đấy con sẽ biết con trâu của con đang ở đâu nhé. À, con trâu của mình ở kia rồi, nó đang ở cánh rừng bên kia. Thì cảm ơn ông. À, thì giờ mình có cái bỏ búi này rồi. Mình nha, sẽ đi tìm thấy trâu và mình sẽ không bị vú ông mắng nữa. Trời đã tối thế này rồi à? Sáu con trâu cơ mà đâu mà con trâu nữa rồi. Chắc là phù ông sẽ không tha cho mình. Làm sao con khóc? Con ham ngủ quá mà con trâu đã bị, nó đã chạy đi đâu mất rồi. Vậy à? Thế trên người con có cái gì giá trị nhất không? Con chỉ có một cái quạt này thôi. Được, hãy đưa cho ta. Đây, con hãy nhìn vào chiếc quạt này, lúc đấy con sẽ biết con trâu của con đang ở đâu nhé. À, con trâu của mình ở kia rồi, nó đang ở cánh rừng bên kia. Thì cảm ơn ông. À, thì giờ mình có cái bỏ búi này rồi. Mình nha, sẽ đi tìm thấy trâu và mình sẽ không bị vú ông mắng nữa. Từ giờ mình sẽ cầm cái bỏ búi này đi giúp mọi người lấy những loại đồ thất lạc nha. Thằng Bầm có cái quạt bò, phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Bầm rằng bầm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bầm rằng bầm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ lim. Bầm rằng bầm chẳng lấy lim, phú ông xin đổi con chim đôi mồi. Bầm rằng bầm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nắm soi. Bầm cười. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.